Chào mọi người, mình là Ryan đây và chào mừng các bạn quay trở lại với series chiến lược trong ngày tập số 55. Trong video này mình sẽ phân tích cấu trúc đa khung các cặp tiền chúng ta theo dõi vào tuần trước để các bạn học viên và quý nhà đầu tư theo dõi. Thì đầu tiên là về vàng. Vàng hiện tại vẫn đang nằm ở bên trong TR của đội sell bắt đầu từ 1985 cho tới 1932, và hiện tại so với video tập số 54 thì đội sell vẫn đang chiếm quyền kiểm soát như là mình nói ha. Và hiện tại giá nó đang bắt đầu tạo thanh khoản ở bên trong cái TR này, cho nên là chúng ta có thể sử dụng cái hai vùng cực trị của ở trên và ở dưới để mà chúng ta tham gia, chúng ta giao dịch ở khung thời gian 4 giờ. Thì hai cái vùng cản này của chúng ta thì nó cũng là một cái vùng cản chưa retest, cho nên là trong khoảng thời gian sắp tới từ thứ ba cho tới thứ tư thì chiến lược canh mua của đội buy trung hạn thì chúng ta vẫn sẽ chờ ở bên dưới quanh khu vực 36 với 33, và mục tiêu của chúng ta là canh buy khi mà giá nó xử lý được hai mốc thanh khoản bắt đầu từ 1939 cho tới 1944 ở đây đấy. Và chúng ta sẽ tham minh khi mà giá nó có một cái nhịp giảm xuống như thế này để mà chúng ta buy lên. Buy lên thì tất nhiên là chúng ta sẽ buy lên trên cái cạnh trên của cái TR của đội giảm ha. Đấy thì nó sẽ quanh khu vực 1978. Còn đối với đội sell thì hôm thứ sáu tuần trước, do là giá nó vẫn tiếp tục tạo ra những cái nhịp ở phone break để mà xử lý thanh khoản, đồng thời là quay trở lên để mà lấy những cái IMB ở trên này, cho nên ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là đội sell vẫn đang kiểm soát thị trường và giá nó vẫn sẽ tiếp tục là giảm xuống những cái khu vực ở bên dưới này. Tuy nhiên thì cái khu vực khung 4 giờ của chúng ta thì chúng ta đang có một cái vùng boy chưa được retest bao giờ đó, và nếu như mà chúng ta bắt thẳng ở cái boy 4 giờ đó thì cái boy này nó sẽ rơi vào khoảng là gần chín giá, thì nó sẽ khá là to đúng không? Cho nên là mình sẽ vào khung thời gian 1 giờ để mà mình hạn chế cái rủi ro của mình lại, mình bóp cái SL của mình lại ha. Thì ở khung 1 giờ mọi người thấy được là giá trước khi mà nó sập xuống, nó thủng qua được cái swing boy ở đây thì nó cũng để lại cho chúng ta một cái mô hình SMS như thế này, và cái SMS này thì nó cũng có một cái flip để tương tác, nó cũng có một cái flip tương tác ở đây. Ok, vậy thì trong trường hợp nếu như mà đội buy lấy lại ưu thế ở trong thị trường thì chúng ta có thể chờ sell ở quanh cái khu vực 1979, 1980 ha. Nói chung là vẫn là nằm ở bên trong cái boy của khung thời gian 4 giờ. Sell xuống thì tất nhiên là chúng ta sẽ sell xuống bên dưới cái TR quanh khu vực 36 ở bên dưới này. Hoặc là ít nhất là mục tiêu của chúng ta sẽ là chờ cho giá nó xử lý được cái mốc thanh khoản ở quanh khu vực 38. Thì mọi những ai mà chúng ta trong tuần này chúng ta có thể sell ở trên cái khu vực ở trên này thì chúng ta target xuống ly quy ở quanh khu vực 38, và những ai mà chúng ta buy được ở dưới khu vực 35 ở trong tuần này thì chúng ta có thể target lên trên cái boy của khung thời gian 4 giờ, tức là quanh khu vực 1977 ha. Và cái deal này thì quanh quẩn nó cũng rơi vào khoảng là 30 giá, 40 giá, cho nên nó cũng không phải là một cái deal quá nhỏ đối với vàng ha mọi người. Ok, thì đó là chiến lược về vàng. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói về GU. GU ở khung thời gian 4 giờ thì chúng ta đang canh sell ở trong khu vực 1.25917. Trong video tập trước thì sau khi giá nó chạm vào cái boy này lần đầu thì mình cũng có cảnh báo cho mọi người là khả năng cái nhịp chạm vào đầu tiên này thì nó sẽ là một cái đoạn thanh khoản ha, và hiện tại giá nó đã đi lên để mà nó xử lý được cái đỉnh giả này rồi đó, và hiện tại thì chúng ta cần phải chờ confirm để mà chúng ta có thể sell xuống những cái swing boy thấp hơn ở bên dưới này. Và hiện tại thì GU vẫn chưa có bất kỳ một cái confirm nào là nó sẽ giảm ở khung thời gian 4 giờ. Ở khung thời gian 4 giờ thì chúng ta để ý ở đây chúng ta có một cái cây inside bar, một cây inside bar, và cây inside bar này thì nó cũng là cây inside bar trực tiếp góp phần tạo ra cái nhịp phá vỡ qua khỏi cái swing boy ở đây. Đó, thì khi mà chuyển xuống khung thời gian 1 giờ. Chuyển xuống khung thời gian 1 giờ thì mọi người có thể thấy được là trong cái nhịp giảm xuống này thì vẫn còn một cái cây inside bar ở đây, vẫn còn một cái cây inside bar ở đây là nó chưa có retest. Khi mà chúng ta chuyển xuống những cái khung thời gian nhỏ hơn M15 thì ở đây là mọi người thấy được là nó vẫn còn IMB,
vẫn còn một chút IMB vẫn chưa được xử lý được. Cho nên là trong trường hợp nếu như giá ở cái vùng boy 4 giờ này nó không thể nào giữ được cho GU giảm xuống thì GU nó sẽ có cái xu hướng là đi tiếp lên những cái khu vực ở cao hơn ở trên này để nó retest cái khối IMB ở đây rồi sau đó nó mới xuống. Rồi sau đó là nó mới xuống. Rồi thì trong cái trường hợp nếu như mà cái vùng boy này vẫn không thể nào mà giữ được giá giảm thì mình sẽ lại tiếp tục cập nhật cái chiến lược canh sell mới cho mọi người ở quanh cái khu vực ở trên này nếu như mà có confirm. Còn hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có bất kỳ một cái lý do gì để mà tham gia bán GU cả. Tại vì hiện tại là nhịp tăng này nó bắt đầu từ một cái vùng boy của khung thời gian D ha. Cho nên là nhịp tăng này thể hiện là đội bay vẫn đang kiểm soát rất là mạnh. Cho nên là ít nhất là chúng ta cũng phải chờ có một cái chốc, một cái bot để mà chúng ta tham gia, chúng ta giao dịch đối với GU. Ok, thì đó là GU. Tiếp theo là về EU. EU thì nó cũng có một cái sự tương đồng nhất định đối với GU và vàng. Hiện tại giá nó vẫn đang nằm ở bên trong cái TR từ 1.08 này cho tới đáy hiện tại là 1.06. 1.06 thì trong tuần trước chúng ta có hai chiến lược đối với EU. Thứ nhất là chờ bán ở quanh khu vực 1.079 thì cái lệnh này nó đã bị miss rồi. Giá nó không có retest được tới cái vùng cực trị của chúng ta canh bán mà giá nó tạo ra hẳn một cái cấu trúc giảm ở đây. Và lệnh thứ hai thì chúng ta canh bán confirm khi mà giá nó quay trở về cái SMS ở quanh khu vực 1.07814 ở đây. Rồi thì hiện tại mình vẫn đang giữ cái lệnh ở quanh cái khu vực này từ tuần trước ha. Hiện tại đối với target của cái lệnh sell này thì mình thấy được là ở bên dưới này những cái demand giữ giá ở bên dưới này thì toàn bộ nó đã được khai thác hết rồi. Và sau khi mà khai thác những cái demand này thì giá nó bất chấp nó tạo những cái cấu trúc tăng, nó tăng lên như thế này. Thì trong cái trường hợp nếu như giá nó từ đây nó giảm xuống thì mình không nghĩ là những cái vùng cản này có thể có khả năng để mà giữ cho giá nó ngừng giảm được. Cho nên là mình nghĩ là EU sẽ có một cái nhịp giảm thẳng xuống cái khu vực ở bên dưới này. Giảm thẳng xuống khu vực ở bên dưới này. Những ai mà chúng ta chưa sell được thì tốt nhất là chúng ta chờ cho giá nó tạo thanh khoản ở quanh cái vùng flip này. Nó tạo ra thanh khoản ở quanh cái vùng flip này. Rồi sau đó là chúng ta sẽ canh bán ở quanh cái boy ở trên này. Đây là vùng boy mới ha. Thì chúng ta sẽ sell xuống cái khu vực ở bên dưới này. Ok. Rồi, thì đó là chiến lược của EU trong thời gian sắp tới. Tiếp theo là mình sẽ nói về EZ. EZ. Ok, EZ ở khung thời gian 4 giờ. EZ ở khung thời gian 4 giờ thì giá nó đã retest được một cái vùng cực trị của chúng ta. Thì vùng cực trị này nó cũng góp phần tạo ra một cái chốc ở đây. Tạo ra một cái chốc và hiện tại thì toàn bộ những cái nhịp tăng lên này thì mình đánh giá nó là một cái nhịp tăng để xử lý IMB của những cái con sóng này ha. Những cái con sóng này thứ nhất là xử lý thanh khoản ở đây này, xử lý thanh khoản ở đây và thứ hai nữa là test được cái cực trị ở chỗ này. Vậy thì khả năng hiện tại là EZ đội sell đã bắt đầu lấy lại ưu thế rồi nhưng mà do ở khung thời gian lớn hơn là D và Wick ấy thì cái nhịp tăng lên này thì nó vẫn thể hiện được là đội buy đang rất là mạnh ở thời gian trung hạn. Cho nên là tốt nhất đối với EZ thì chúng ta sẽ target xuống những cái điểm quan trọng của cái con sóng này trước ha, của cái con sóng tăng này trước. Tại vì chúng ta hiện tại là chúng ta đang đánh ngược xu hướng của đội buy. Đấy. EZ trong tuần trước thứ sáu thì mình cũng có gửi chat cho mọi người chúng ta canh bán ở quanh ở khu vực 150.4 này. Hiện tại thì những ai mà chúng ta vẫn giữ cái lệnh này thì chúng ta sẽ có đâu đó là khoảng là 60 pip ha. Và chúng ta có thể target cái lệnh này về bên dưới này, về bên dưới cái swing boy quanh 149.3 và cái lệnh này của chúng ta sẽ rơi vào khoảng là 100 pip. Còn những ai mà chúng ta cảm thấy là lệnh này đã đủ rồi thì hiện tại nó cũng đang thủng qua được một cái swing boy của khung thời gian nhỏ hơn là khung thời gian M15 ở đây. Ở đây thì hiện tại là mọi người có thể là mọi người chốt lời dần ở quanh cái khu vực này rồi thì chúng ta sẽ có khoảng là 60 pip
60 bip, 70 bip tùy vào cái entry của mọi người ha. Và những ai mà chúng ta cảm thấy là cái lợi nhuận nó chưa đủ thì mọi người có thể hoàn toàn là target xuống những cái móc thấp hơn ở bên dưới này. Ở ngay bên trái này thì cái boy này nó cũng có một cái nhịp xử lý thanh khoản, và chúng ta có thể sử dụng cái OB này để mà làm target chúng ta sell xuống ở bên dưới này. Thì nếu như mà chúng ta target xuống dưới đây thì cái lệnh của chúng ta sẽ rơi vào đâu đó khoảng là 140 pip ha. Ok. Rồi thì đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay mình chuẩn bị cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại mọi người ở video